Nhằm thông tin kịp thời và vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của nhà nước và thành phố, từ hơn một năm nay, nhóm Zalo tổ dân phố số 38 phường Mân Thái quận Sơn Trà đã là sợi dây kết nối chặt chẽ các hộ gia đình trong tổ. Vũ khí đặc biệt này đã mang lại hiệu quả cao trong cuộc chiến với chặt Covid-19 hiện nay. Cách đây hơn một năm, cũng xuất phát từ những yêu cầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhóm Zalo của tổ dân phố 38 phường Mân Thái quận Sơn Trà đã ra đời. Những ngày toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chủ trương ai ở đâu thì ở đó, những thông tin về công tác phòng chống dịch, nhu cầu lương thực thực phẩm của bà con trong tổ đều được giải quyết thông qua nhóm Zalo. Thì nói chung toàn dân của tổ dân phố 38 thì nói chung bà con nghiêm túc chấp hành cái chủ trương của thành phố. tổ băng điều hành của tổ dân phố ở đây thì phục vụ rất nhiệt nhật tình. Thì nói chung bà con khi mà đặt hàng là thì bà con không ra đường. Thì tổ dân phố khi đã đến thì còn luôn ở đây thì cũng có mấy cái xe đẩy thì tổ dân phố đi tới từng nhà là gửi với gần 100 hộ thông qua nhóm việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều là một trong những nhóm zalo tổ dân phố đầu tiên của phường Mân Thái hoạt động hiệu quả của tổ dân phố số 38 đã trở thành mô hình điểm để nhân rộng trên địa bàn cái việc này thì mình lập ra là mình gọi là cái từ là quản thị của cái cái zalo của mình đó còn các bạn trẻ ngồi thì có hai ba tình nguyện viên để qua zalo chúng tôi tạo một cái liên kết để mua cái thực phẩm nhu yếu phẩm cho bà con những việc chất ngừa cái thông tin xét nghiệm của địa phương chúng tôi thường xuyên chuyển tải lên cho bà con cập nhật hàng ngày phải nói là hoạt động cái cái nhóm zalo của tổ 38 tôi cho là là hết sức tích cực sự kết nối của các thành viên trong 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 cái nhóm zalo đó đã phát huy được mỗi đồng chí việc phân công trách nhiệm cho mỗi thành viên để mà quản lý từng từng nhóm hộ gia đình trong việc mua bán hàng hóa cũng như là trao đổi các đơn hàng hàng ngày để đảm bảo theo cái quy định đề ra. Đến nay nhiều tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã thiết lập nhóm Zalo. Tuy nhiên để hoạt động hiệu quả quản lý giải quyết những phát sinh nhu cầu thực tiễn của hàng trăm hộ gia đình trong một tổ không phải là câu chuyện đơn giản, cần cái tâm của người tổ trưởng và cả sự chia sẻ của người dân qua đó huy động sức mạnh của cả cộng đồng thực hiện mọi công việc nhất là thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.